Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 36, chuyện con chim. Tiền thân Sakuna, các chim sống ở đời. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về cái chòi lá bị cháy. Truyền thuyết nói một tỷ kheo lấy đề tài thiền quán từ bậc đạo sư, từ Kỳ Viên đi đến Kosala. Vị ấy sống tại một trú xứ trong khu rừng gần một làng ở biên địa. Trong tháng đầu, chòi lá vị ấy bị cháy. Vị ấy báo cho mọi người biết: chòi lá tôi bị cháy, tôi sống khó khăn. Và các người được báo nói: nay ruộng chúng tôi bị hạn, tát nước cho ruộng xong chúng tôi sẽ làm. Khi tát nước xong, họ gieo giống. Gieo giống xong, họ làm hàng rào. Làm hàng rào xong, họ nhổ cỏ, họ gặt, họ đập lúa. Như vậy, họ đề cập việc này, việc khác, cho đến lúc 3 tháng đã trôi qua. Tỷ kheo ấy trong 3 tháng phải sống khổ sở ngoài trời, đã tăng trưởng đề tài thiền quán, nhưng không đạt được như ý. Vì thế, lễ tự tứ xong, tỷ kheo ấy đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi chào đón thân tình, bậc đạo sư hỏi: này tỷ kheo, ông an cư mùa mưa có thoải mái không? Đề tài thiền quán của ông có đạt kết quả không? Tỷ kheo ấy báo cáo sự việc lên và nói: vì con không được một trú xứ thích hợp nên đề tài thiền quán không có kết quả. Bậc đạo sư nói: trong thời trước này tỷ kheo, ngay các loài thú cũng biết trú xứ thích hợp và không thích hợp với mình, làm sao ông lại không biết? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim, với đàn chim vây quanh, sống dựa trên một cây lớn, đầy đủ cành cây trong một khu rừng. Một ngày kia, khi các cành cây cọ sát nhau, bụi cây rơi xuống, khói khởi lên. Thấy vậy, Bồ Tát suy nghĩ: hai nhánh cây này cọ sát như vậy sẽ sanh lửa, lửa rơi xuống sẽ đốt các lá cũ, từ đấy cây này sẽ bị cháy. Chúng ta không thể ở đây được, ta phải bỏ đây đi đến một chỗ khác. Rồi Bồ Tát nói bài kệ này với đàn chim: các chim sống trên đời, dựa vào trú xứ nào, chỗ ấy sanh ra lửa. Hỡi loài chim tránh xa, hãy đi các phương khác, nếu y tựa chỗ ấy, sợ hãi sẽ sanh ra. Các con chim có trí nghe lời Bồ Tát, lập tức cùng với Bồ Tát bay lên hư không, đi tới chỗ khác. Các chim không có trí nói: vì ấy như ếch ngồi đáy giếng, nên chúng không nghe theo lời Bồ Tát, vẫn sống ngay tại chỗ ấy. Từ đấy không bao lâu, như Bồ Tát đã nghĩ trước, lửa sanh ra và đốt cháy cây ấy. Trong khi khói và lửa bốc lên, các con chim bị khói làm mù mắt, không thể đi chỗ khác, đã rơi vào biển lửa, hết con này đến con khác và bị tiêu diệt. Bậc đạo sư nói: này tỷ kheo, trong thời trước, các con vật sống trên cây cao cũng biết được chỗ thích hợp hay không thích hợp cho mình, sao ông lại không biết? Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, các con chim làm theo lời Bồ Tát là hội chúng Đức Phật, và con chim có trí là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。